Cô chào tất cả các con. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con bài học mới. Các con đã biết 1 phần 2 chính là một nửa. Vậy 1 phần 3 sẽ là bao nhiêu? Để hiểu rõ hơn, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay nhé. Bài học hôm nay có tên là 1 phần 3. Qua bài học hôm nay, các con sẽ nhận biết được 1 phần 3, biết đọc và viết 1 phần 3 và thực hiện đúng bài tập về 1 phần 3. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên, nhận biết 1 phần 3 nhé. Các con cùng làm theo hướng dẫn của cô nào. Con hãy lấy một tờ giấy hình vuông như trên màn hình của cô. Tiếp theo, con hãy dùng bút chì và thước vẽ hai đường kẻ dọc để chia hình vuông này thành 3 phần bằng nhau như hình vẽ của cô. Sau đó, con hãy lấy bút chì màu tô vào một phần của hình vuông. Như vậy, các con thấy hình vuông được chia làm 3 phần bằng nhau. Ta tô màu một phần. Ta được 1 phần 3 hình vuông. Cô sẽ viết 1 phần 3 vào phần đã được tô màu. Số 1 cô sẽ viết bên trên dấu gạch ngang. Số 3 cô sẽ viết bên dưới dấu gạch ngang. Hai phần còn lại, mỗi phần cũng được gọi là 1 phần 3 của hình vuông. Đây, các con thấy đây là 1 phần 3 của hình vuông. Vậy, 1 phần 3 thì số 1 biểu thị cho cái gì? Số 3 biểu thị cho cái gì? Số 3 chính là tổng số 3 phần bằng nhau. Còn 1 ở đây nghĩa là nó đã chiếm 1 phần trong tổng số 3 phần bằng nhau ấy. Các con đã hiểu rõ chưa nào? Cô sẽ hướng dẫn các con viết 1 phần 3 đúng và đẹp nhé. Đầu tiên con viết số 1 ở trên. Con dùng bút chì và thước gạch ngang dưới số 1. Tiếp theo con viết số 3 phía dưới dấu gạch ngang. Nhớ là phải thẳng hàng với số 1 nhé. Các con cùng đọc lại nào. 1 phần 3. Tương tự, cô có một số hình vẽ như sau để giúp các con hiểu rõ hơn về 1 phần 3. Trên màn hình, cô có một hình tròn. Hình tròn này được chia làm 3 phần bằng nhau và cô đã tô màu một phần trong số tổng số 3 phần đó. Như vậy, cô đã tô màu vào 1 phần 3 hình tròn. Hay là cô có một hình tam giác. Hình tam giác này được chia làm 3 phần bằng nhau. Cô đã tô màu vào 1 phần trong tổng số 3 phần đó. Như vậy, cô đã tô màu vào 1 phần 3 hình tam giác. Một ví dụ khác nhé. Cô có 3 bông hoa. Cô tặng cho con một bông hoa. Như vậy, con đã nhận được 1 phần 3 số bông hoa của cô. Vậy các con đã hiểu thế nào là 1 phần 3 rồi chứ? Các con hãy vận dụng những điều mình đã học qua bài học ngày hôm nay để giải các bài tập nhé. Cô chúc các con học tốt. Hẹn gặp lại các con vào bài học tiếp theo nhé. Cô chào tất cả các con.